chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày hôm nay. Arsenal ghi 5 bàn vào lưới của Barca. Pháo thủ ngược dòng đánh bại Barca 5-3, trong đó có cú đúp của Landoro Joseph trong trận giao hữu sáng ngày 27 tháng 3. Do tắc đường, Arsenal đến muộn và khiến trận đấu phải lùi lại nửa tiếng so với dự kiến. Trong đội hình xuất hiện của họ không có tân binh đắt giá Declan Rice mà không rõ nguyên nhân. Nhập cuộc, đội Á quân ngoại hạng Anh cũng chệch choạc và để Barca chọc thủng lưới ngay phút thứ 7 sau khi Rafinha đệm bóng trúng thủ môn Aaron Radile và Robert Lewandowski ập vào sút bồi mở tỷ số cho đội bóng Barca. Những bàn thua như khiến Arsenal thức tỉnh, họ liên tục mở các đợt tấn công với sự linh hoạt của nhóm cầu thủ tuyến trên gồm Martin Ødegaard, Gary Jason, Kaji Vick và Leandro Jackson và Bukayo Saka. Barca có cảm giác bị ngợp và không giữ được lợi thế quá lâu. Phút 13, tận dụng pha đỡ bóng hỏng của Andres Jackson Saka sút vào góc gần San bằng tỷ số 1-1 cho Arsenal. Nếu Saka không phung phí cơ hội thì Arsenal đã có một thế trận dễ dàng hơn. Phút 15, tiền đạo cánh của người Anh đệm bóng ngay trước khung thành chống sau pha kiến tạo của Jesus. Chừng 7 phút sau thì anh tiếp tục vô duyên khi xuất phạt đền chệch cột lép vế trong phần lớn thời gian, nhưng Barca bất ngờ kiếm được bàn thứ hai ở phút 34. Rabiha đá phạt 30m khiến cho bóng chạm vào Ødegaard đổi hướng đi vào khung thành của Radet. Với những sự chủ động về lối chơi, Arsenal vẫn nắm thế chủ động và sau nhiều nỗ lực xuyên phá hàng thủng của Barca, họ gỡ gạc hai đều ở phút 43. Ødegaard đánh đầu từ quả tạt của Saka tạo điều kiện cho Havertz đệm bóng cận thành tung lưới của Ter Stegen. Barca toàn bộ 11 cầu thủ đá chính ngay sau giờ chính. Do thiếu nhiều trụ cột, đội bóng Tây Ban Nha gặp vấn đề lớn trong khâu phòng ngự. Phút 55, giữ vòng vây của 4 cầu thủ Barca, Jacet vẫn tìm được khoảng trống góc nâng tỷ số lên 3-2 cho Arsenal. Cũng chính tiền vệ người Bỉ gia tăng cách biệt ở phút 78 khi sút nối từ quả tạt cánh trái. Barca tạo được mỗi số cơ hội nhưng thiếu may mắn. Osman Dembele và Alejandro Balde đều sút trúng khung gỗ. Mãi đến phút 88, đội đương kim vô địch La Liga mới gỡ thêm một bàn nhờ cú sút chéo góc của Ferran Torres. Trận giao hữu khép lại với tuyệt phẩm ở phút 89 của Fabio Vieira, tiền vệ 23 tuổi người Bồ Đào Nha sút xa 25m đưa bóng vào góc cao của khung thành Barca. Và đây là trận giao hữu thứ 3 của Arsenal tại Mỹ sau trận thắng MLL Stade 5-0 hôm 19 tháng 7 và trận thua của Man City 0-2 hôm 22 tháng 7. Ngày 2 tháng 8 thì Arsenal trở về Anh tranh Amitic Cup và Monaco trước khi tranh siêu cúp Anh với Man City sau đó 4 ngày. Trong khi đó thì Barca mới đá trận đầu tiên trong chuyến du đấu hè hôm ngày 22 tháng 7, đội bóng Tây Ban Nha đã phải hủy trận đấu Juventus cho nhiều thành viên bị viêm đường tiêu hóa. Tại Mỹ, Barca còn gặp Real Madrid 29 tháng 7 và AC Milan ngày 1 tháng 8. Anh em hãy cùng theo dõi những trận đấu tiếp theo nha. Nếu anh em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên ấn đăng ký vào chuông. Tạm biệt.